Thưa quý vị, tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có một ngôi trường đặc biệt chỉ dành cho trẻ em khuyết tật. Hai năm qua, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển, Giáo dục Hòa nhập Trẻ em Khuyết tật Hồng Lĩnh đã trở thành ngôi nhà thân thương của hơn 100 trẻ em khuyết tật tại ba tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Từ ngôi nhà này, nhiều trẻ em khuyết tật đã trở về hòa nhập với cộng đồng. Với suy nghĩ trẻ em phải được học, trẻ em khuyết tật càng cần phải được học. Sơ Hoàng Thị Thuần và các thầy cô giáo ngày ngày miệt mài với từng động tác, từng cách phát âm của trẻ. Trẻ em khuyết tật đến với trung tâm có nhiều dạng tật khác nhau, từ khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị đến thiểu năng trí tuệ, tự kỷ. Mỗi dạng tật, trẻ em cần có chuyên môn sư phạm riêng của từng giáo viên. Vì thế, 16 giáo viên là 16 nhà sư phạm chuyên biệt. Đồ dùng dạy học cũng khác nhau, từ những chiếc vòng đơn giản cho trẻ khuyết tật vận động đến bộ đồ dùng dạy học theo phương pháp Montessori khá đắt đỏ. Trung tâm luôn tạo điều kiện để trẻ học tập tốt nhất. Khi mà các sư phục vụ các em khuyết tật và giáo viên ở đây cũng vậy, khi mà họ phục vụ các em khuyết tật thì họ lại thấy các em khuyết tật là như những cái mặt trời của họ vậy đó, như những cái trang giấy trắng. Cho nên các sư, các thầy cô thấy rất là vui khi mà phục vụ các em khuyết tật. Đã hơn 40 năm gắn bó với công việc giáo dục trẻ em khuyết tật, Sơ Hoàng Minh Thuần hiểu trẻ em khuyết tật khao khát được học, được làm việc và khẳng định mình. Vì vậy, bà luôn động viên các thầy cô tận tâm, mở lòng đối với các em. Các em đã không phụ lòng thầy cô và các sơ. Nhiều em chỉ sau khi vào trung tâm 3 tháng đã có những tiến bộ rõ rệt. Trẻ khuyết tật được giáo dục, tiến bộ từng ngày. Trung tâm đã trở thành niềm hy vọng của nhiều gia đình có trẻ khuyết tật. Cháu sinh ra thì khuyết tật bẩm sinh, nên là về tất cả cái nhận thức của cháu trước đây thì nó cũng ở mức độ nào đó thôi. Cháu rất nghịch ngợm mà có thể là bố mẹ nói không nghe lời. Sau một thời gian mấy năm trời con đến học tại trung tâm thì bố mẹ cảm thấy con phát triển rất nhiều và rất cảm ơn trung tâm về các thầy các cô giáo đã quan tâm. Phục vụ sự nghiệp hành thiện, 9 sơ ở đây đều tình nguyện làm việc. 16 giáo viên được trả lương từ nguồn vận động và một phần học phí của gia đình trẻ. Hiện mức học phí của trung tâm khá thấp, hơn 900.000 đồng một tháng cho trẻ khuyết tật vận động, hơn 1.400.000 đồng một tháng cho trẻ tự kỷ. Hiểu được nỗi vất vả của những gia đình có trẻ khuyết tật, trung tâm giảm 50% học phí cho 43 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Quảng Bình, Hà Tĩnh với Nghệ An nó quá đông các em trẻ khuyết tật, đủ dạng tật luôn. Hướng tới 5 năm nữa thì trường này phải từ 300 trẻ trở lên. Ngoài thời gian dành cho trẻ khuyết tật, các sở vận hành một xưởng nước tinh khiết, chăn nuôi, trồng dâu để có thêm kinh phí hỗ trợ trẻ. Tấm lòng và những việc làm hướng thiện của thầy cô và các sơ ở trung tâm đang giúp trẻ em khuyết tật gần hơn với bước đường hòa nhập cộng đồng.